tú đi cũng vài vườn ấy cả nhà, để mà tú xem thử, tú ăn thử cái loại nào nó có vị nó ngon nhất ấy cả nhà. Thu cả to cả nhỏ họ đem về, họ sau đó họ lại tiếp tục phân loại. Bây giờ chỉ lọc lá với lọc bụi thôi. Tú xin chào cả nhà ha. Bây giờ hiện tại đang là buổi đêm. Bây giờ thì nhà Tú chuẩn bị xuất phát đi Hòa Điền á cả nhà. Tú cũng đi Hòa Điền. Nhà Tú đi Hòa Điền để quay táo, vườn táo cho cả nhà xem luôn á. Rồi nhân tiện là nhà Tú mới mua xe mới thì đi chạy để mà nó khởi động máy luôn cả nhà. Chạy đường dài luôn á. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi cả nhà. Chừng nào mà chồng Tú ngủ thì anh sẽ tìm một nơi để mình nghỉ, mình ở trong xe mình ngủ lại trong xe luôn cả nhà ha. Bây giờ xe đang dừng để mà đổ thêm dầu rồi cả nhà. Ở bên ngoài trời lạnh lắm. Đoạn đường này chủ yếu là xe chở hàng, họ vận chuyển hàng hóa từ phía Bắc xuống phía Nam, rồi từ phía Nam lên phía Bắc. Chủ yếu là xe to, xe chở hàng hóa không cả nhà. Hiện tại thì mình đã đến cái vùng mà người ta trồng bông. Cây bông này thì họ trồng sau đó thu hoạch để mà làm quần áo á cả nhà. Vì mùa đông ở Tân Cương rất là lạnh, nhờ có cái bông này mà nó giúp mình giữ ấm cơ thể. Và hiện tại thì nó cũng đang vào mùa thu hoạch. Tôi thấy là họ thu xong thì họ sẽ cuộn lại và họ sẽ để như thế này. Rồi đi qua cái vùng trồng bông á thì mình sẽ đến sa mạc. Nhà Tú thì ở thành phố Urumqi là thủ phủ của Tân Cương, là nó thuộc về phía Bắc Tân Cương á. Nhưng mà nơi mà Tú đến thăm vườn táo thì nó là Hòa Điền, là nó thuộc ở phía Nam Tân Cương. Và mình phải đi qua một cái cung đường sa mạc, nó dài khoảng hơn 300 km á, mình mới đến được vườn táo. Đây là cái loại cây cỏ mà họ trồng để tránh cát sa mạc này cả nhà. Mà nhìn bây giờ nó rất là khô thì Tú không biết là mùa xuân nó có màu xanh hay không, nhưng mà khi mà Tú đến thì nó đã khô như thế này rồi á. Nó khô rang rồi cả nhà. Còn đây là cát này. Bà bảo con biết sa mạc rồi nha. Ôi trời ơi, nó cao. Rất là sao hình miên miên là lão con. Cái miên phần nhá. Cát nó mịn lắm luôn. Cái hải biên sa cao lắm. Đây là cái con đường đi ngang qua sa mạc hay là nhà. Đó, bắt đầu từ bên đó, đường cao tốc chạy thẳng. Xong rồi qua cái sa mạc này rồi mình mới đến được Hòa Điền cả nhà. Xe của nhà Tú ở dưới đấy. Trước đây có người ta cũng đang nghỉ. Đây là toàn cảnh sa mạc. Ở ven bên đường này, hai bên đường họ sẽ trồng cỏ nha. Còn mà khi mà đi qua sâu vào bên trong này rồi á thì không có, toàn là cát thôi. Tại họ trồng ở mé ngoài này để nó tránh cát ấy. Khi mà có gió thì nó sẽ thổi cát ở bên trong sa mạc, nó bay ra nó phủ trên cái đường á, cho nên là họ phải trồng cỏ như thế này. Chắc cũng nhiều người giống như mình lần đầu tiên đi qua đây, cho nên họ thấy chỗ dừng chân họ cũng nghĩ họ xuống. Xong rồi họ leo lên trên này để họ chụp ảnh đó cả nhà. Hồi nãy là cái cô đó, cô bị người ta giữ lại tại vì lái xe quá tốc độ cả nhà. Cái đường này họ yêu cầu là 60, lái 60 km/h á. Nhưng mà đa số người ta không biết á. Họ lái nhanh á, xong rồi sau đó là họ kiểm tra tốc độ hay sao đó. Cây bị giữ lại, nhà Tú thì không dám lái nhanh. Ở chỗ này á, hay lắm cả nhà, mình không có kiểu không có cái gì theo dõi á, nhưng mà
không biết họ dùng cái cách thế nào đó mà họ kiểm tra được cái tốc độ lái xe của mình á. Mà lái xe bị vượt qua tốc độ là họ bị phạt. Hồi nãy chồng tôi lái xe ngang qua thấy xe của đó giữ lại, cho nên là bây giờ anh đó anh hỏi. Rồi lên xe con. 刚才那个人开车开太快了，然后罚了200块钱，扣了3分。哦。我还以为刚才他们下来登记了呢。那个检查就是你看到了，那是罚款的。哦哟。然后给直接给钱了。哦，还好啊。那我们就直接按那个。按60就行。对，不要骑啊。Okay. 好，我们走了。Chặng đường nó còn khá là dài á. Bây giờ ở trong xe không có mạng luôn à nhà ơi. Đi vào trong sa mạc là không có mạng. Cũng không có sóng sim điện thoại luôn. Ôi dồi ôi, đã cởi chưa? Họ thay khoai là. Mấy cái xe này nó lái thì đi nhanh ghê luôn á. Bảo này chưa? Thức dậy xong rồi nó ngồi với ba, nó nghe nhạc, nói chuyện với ba, nó cho ba khỏi buồn ngủ quá cả nhà. Nhà Tú vừa tới nơi cả nhà ơi. Đây là ở Hòa Điền ha cả nhà. Bây giờ mình vừa xuống xe thôi, bây giờ tìm một cái quán ăn để nhà Tú ăn cơm xong đã. Ăn cơm rồi mình sẽ đi lên cái chỗ vườn táo ha cả nhà. Cảnh ở đây thì cũng khá là giống ở chỗ Tú ở á. Nhưng mà lá ở đây thì nó vàng muộn hơn, với lại là thời tiết thì nó khô hơn mà nó nóng hơn ở chỗ Tú một tí xíu cả nhà ha. Đây, đi vào trong này ăn bánh sủi cảo ha. Đây là nước sủi mà. Chú chảo và thang. Ồ. Đây là nước luộc bánh sủi cảo cả nhà. Mình dùng để uống, uống như uống nước canh á. Ở đây không khí nó lạnh nhưng mà theo cái kiểu lạnh khô cả nhà. Từ từ để nó nguội là con. Và đây là cái bảng giá bánh sủi cảo rồi nha. Nhà Tú ơi gọi hai phần, một phần là bánh sủi cảo nhân lá thì lạ với lại nhân thịt heo ha. Họ có đợi giá là 8 mạo một cái rồi nha. Chồng Tú đang làm nước chấm. Cái này là nước giấm đen á, ăn sủi cảo phải có nước giấm đen này cả nhà nhé. Và cái này là ớt sa tế này cả nhà. Hay ăn cây mình có thể cho một ít vào. Ở đây họ có để cả tỏi sống nữa. Pha nước chấm, bà pha nước chấm này. Trộn đều nó lên. Rồi, mỗi người một đôi đũa. Có đủ mà bà Bảo. Rồi, cho bà Bảo. Nóng nha, cẩn thận nha con nha. Mới ra lò luôn á. Ta mới luộc xong này cả nhà, nóng hổi luôn. Rồi. Lâu không chẳng chẳng khăng khăng với tao cho mày nha. Thổi vừa thôi con. Với tao cho mày nha. Vừa à. Nhân này là lá rau thì lạ cả nhà. Người ta gói. Ồ, thơm quá. Khẩu xương nha. Đây. Có thịt mà. Đúng rồi, có rau có rau, có rau thì là với lại thịt nhưng mà rất là ít, không nhiều đâu. Rồi chấm một chút nước giấm nè. Ngon quá. Tú mời cả nhà nhé. Ngon lắm cả nhà. Ăn đi con. Người ta gói sủi cảo nó rất là nhỏ, rất là đẹp mà cả nhà. Gia vị thì cũng vừa ăn nhưng mà nổi bật nhất là cái rau thì là
cái mùi nó rất là đặc trưng đó cả nhà. Còn đây là cái bánh nhân thịt heo này, để tôi thử thử xem thử cái nào ngon nhất ha. Ngon quá hả? Theo cá nhân của tôi thì tôi thấy cái bánh thì là em ngon hơn cả nhà, ngon hơn nhân của thịt heo, tại thịt heo này họ bỏ hơi nhiều hành á, cái vị hành nó nồng quá. Rất nhiều rau này chẳng khăn khăn nãy rồi này chị hoan đã. Nghĩ là xưa chồng tú cũng vậy, anh nói rau thì lại ăn thơm mà ngon hơn. Ừ, bánh rau thì lại ăn rất là ngon, thơm lắm. Rồi hấp một ít nước canh nữa. Cái nước của bánh xùi gạo thì nó không có vị hết à nha, mình uống cho nó ấm bụng vậy thôi chứ nó không có vị hết. Trời ơi, vợ vợ ăn cái ghế hơi thấp cho nên là con ngồi cái này, cái bàn thì cao mà cái ghế thì thấp, với không tới. Ừ, với tới ha. Đây mày đẩy cái đĩa đó. Đây là cái bánh nhân thịt này nha bà bảo nhé. Đây nhân rau, cái này nhân thịt, con ăn thử là con thích cái nào. Quán này nhỏ nhưng mà nhìn trang trí thì khá đẹp rồi nha. Vào trong này nó cũng buổi trưa cho nên là tôi thấy cũng hơi vắng người. Xui cáo thì thường là buổi sáng họ ăn điểm tâm á, bán cả ngày nhưng mà buổi sáng sẽ là đông nhất. Ngon quá. Ngon ha, ngon, con ăn nhiều vào coi. Giỏi. Bà bảo nghe lời rất là ngoan luôn. Bà cũng nghỉ chưa là không? Chưa à? Chưa bảo. Chồng tôi hôm qua này lái xe rất là mệt, phải ăn ăn nhiều rồi lái sức lái xe đi. Hai mẹ con ngồi phía sau thì khỏe, chỉ có ảnh lái xe là mệt thôi. Cả nhà ơi, hiện tại thì gia đình Tú Nguyễn đã đến vườn táo, đi vào bên trong vườn táo rồi cả nhà ha. Toàn tỉnh Tân Cương thì có đến hàng triệu mẫu táo đỏ, và ngày hôm nay thì Tú sẽ dẫn cả nhà vào thăm vườn táo ở Sư Đoàn Hòa Điền. Ở Hòa Điền thì chỉ có vài trăm nghìn mẫu táo đỏ thôi cả nhà. Đây là loại táo được trồng ở trên rìa sa mạc và nó được xếp loại là táo chuẩn nhất ở Tân Cương. Ngày 8 tháng 11 quá cả nhà. Táo đã bắt đầu khô rồi, họ cũng đang vào mùa thu hoạch á. Mọi người nhìn này, táo nó ở trên cây bắt đầu khô hết rồi. Ở dưới đất thì nó cũng có rụng một số rồi cả nhà. Những cái trái táo dưới đất này là nó chín rồi á, nó chín sớm hơn á. Cho nên là nó rụng sớm. Còn ở trên cây là những cái táo mà nó đạt chất lượng cao nhất này cả nhà. Đến thời điểm hiện tại, đến mùa thu hoạch mà nó vẫn còn treo ở trên cây như vậy là cái loại tốt nhất này cả nhà. Nó rất là khô rồi cho nên bây giờ chỉ cần lấy cái cây mình đập nhẹ như vậy là nó sẽ rụng xuống. Rồi, đưa ba đập xong rồi tí nữa con đập sau ha. Nó đạt đến cái độ khô mà nhất định rồi á thì họ sẽ dùng cái cây như thế này, họ đập thì nó sẽ rớt xuống rồi nha. Và năm nay á thì táo nó theo như người nhà vườn người ta trồng á, người trồng táo người ta chia sẻ thì năm nay á thì cái lượng táo to nó rất là ít, đa số là táo loại 1, loại 2, loại 3 là nhiều cả nhà. Cái loại thượng hạng á thì năm nay ít. Ở bên ngoài nó sẽ còn một lớp bụi, bởi vì táo được trồng ở rìa sa mạc cả nhà nhé, nó còn lớp bụi cát. Anh sẽ ăn thử cho cả nhà xem. Đây là cái quả táo mà anh vừa mới đập xuống này cả nhà, thì nó cũng chưa có khô hẳn, một nửa khô một nửa vẫn còn mềm nha cả nhà nhé. Chờ mấy giây thôi về đó. Ăn rất là ngọt. Bảo bảo ơi, con lại ăn táo ơi, lại đây. Không biết bà bảo còn mãi mà kia đang đi đập táo rồi ông bà cô chú. Đó, cái này là nó chưa khô hẳn nha cả nhà, vẫn một nửa.
một nửa khô một nửa còn nước, cho nên là cái vườn này thì đợi khoảng 2-3 hôm nữa là người ta mới bắt đầu đập. Nhưng mà khi họ thu hoạch á thì họ sẽ thu hoạch cả cái táo còn ngon trên cây và cả cái táo ở dưới đất này, họ đều mang hết về nhà, sau đó họ mới phân loại ra họ bán. Táo nào là táo vỏ thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nè, cái táo rụng này, cái vỏ nó khô, nó rất là nhanh nheo như thế này cả nhà nhá, cho nên là nó rụng sớm lắm, chưa có đạt. Mấy táo này chưa có đạt. Họ thu về thì họ có thể là bán cho những người chăn nuôi gia súc gia cầm á, họ làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Này, tất cả những cái này này, mấy trái táo rụng sớm đều là táo chưa đạt chất lượng cả nhà nhé, đều là cái loại này, táo vỏ này cả nhà. Ở đây thì ban ngày mặt trời nó rọi nóng lắm cả nhà ơi, buổi tối thì lạnh mà ban ngày thì nóng, chênh lệch giữa ngày và đêm thì nó rất là lớn, cho nên là tạo điều kiện cho trái táo nó quang hợp á, quang hợp tốt cho nên sản sinh ra chất dinh dưỡng rất là tốt. Táo đỏ Hòa Điền là được xếp loại một trong số 400 loại táo đỏ tốt nhất trên thế giới cả nhà. Mình đi chén không chờ táo của ta. Ôi ô, trong tủ cầm mấy cái này này. Wow, cân chi ta này anh ta. Mấy cái này này mọi người đó, chu bảo bảo to quá ha con ha. Đó, mấy trái táo này này là đạt chuẩn này cả nhà, nó to và nó độ dày thịt nó rất là tốt luôn. Độ dày thịt nó được, nó được bảo mãn, gọi là bảo mãn, rất là bảo mãn câu trơ trụng thì hậu chứ. Mấy loại này rất là rất là ngon vậy nha. Cảm ơn bảo bảo ha. Hôm nay bảo bảo đi thì vô vườn táo vui không? Vui vui hả, táo nhiều ha. Sau khi mà đập ở trên cây xuống nha, họ sẽ thu lại như thế này cả nha, có cả lá nữa, cả quả. Họ sẽ dùng cái này để mà họ lọc cái lá đi cả nha, nó hơi bụi ha cả nha, tôi quay mọi người xem, nó vừa có lá vừa có quả như thế này. Họ sẽ sàng lọc cái lá đi và họ chỉ thu lại cái quả thôi. Đó, cái quả nó sẽ rớt xuống trong cái giỏ họ đem về ha. Còn cái lá với lại cái đất cát sa mạc thì nó sẽ rớt xuống. Đó, đây là cách thu hoạch cả nhà nhé. Thu cả to cả nhỏ họ đem về, họ sau đó họ lại tiếp tục phân loại. Bây giờ chỉ lọc lá với lọc bụi thôi, thu được thành quả như thế này. Tí nữa về nhà họ tiếp tục phân loại ra táo nhỏ, táo lớn, táo ngon hay là không ngon, họ sẽ tiếp tục phân loại cả nhà nhé. Mọi người xem đây là cái đường ống tưới nước nha. Cái nước này á thì họ sẽ dẫn là cái tuyết ở trên núi nó tan á, nó chảy ra cả nhà. Họ sẽ dẫn cái nước ở trên núi đó chảy xuống để mà họ dùng cái nước này họ tưới cho cây. Nước tuyết ở trên núi nó tan ra thì có nhiều dưỡng chất cả nhà. Họ sẽ dẫn nó như vậy và họ sẽ tưới. Mọi người thấy đất rất là khô nha, nhưng mà có cái nước tuyết cho nên là họ có đủ nước họ tưới cho cây được. Và ở đây thì sa mạc mà, sa mạc thì đất cát rất là khô. Đây, đất cát này cả nhà. Đó, khô rang luôn. Con ăn táo à, Bảo Bảo? Con ăn táo à? Bảo 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 nhặt táo ăn ngay tại vườn luôn. Sau khi mà họ thu hoạch xong hết á thì cái cây táo là nó sẽ như này, không còn gì trên cây luôn. Rồi sang năm á, họ sẽ tiếp tục bảo dưỡng nó, họ cắt cành này, rồi họ tiếp tục nuôi trồng nó để mà tới mùa thì họ có thể tiếp tục thu cả nhà nhé. Cây táo này thì mình thu hoạch nhiều năm chứ không phải một năm. Nhìn vậy thì thấy nó khô tưởng nó chết nhưng mà không cả nhà nha. Đến mùa xuân á thì bắt đầu nó lại đâm chồi á, rồi đến mùa thì nó lại nở hoa ra trái tiếp.
Sau khi mang táo từ vườn về thì họ sẽ tiến hành phân loại táo. Táo đỏ Hòa Điền thì được phân loại dựa theo kích thước. Những cái quả táo to như vậy họ gọi là táo vương, size to nhất. Tiếp theo là quả táo thượng hạng, mọi người vẫn hay nói là cái size của nó to giống như là quả trứng gà. Và cái số lượng táo vương và táo thượng hạng thì nó sẽ không có nhiều. Và giá tiền thì nó sẽ dựa theo kích thước, quả táo càng to thì giá tiền nó sẽ càng đắt. Xếp sau loại táo vương và táo thượng hạng, đó là táo loại 1, táo loại 2, táo loại 3 và táo loại 4. Những quả táo này thì nó được xếp vào táo size trung và size nhỏ. Thì size táo mà nó càng nhỏ thì nó sẽ càng đạt về cái độ căng tròn cả nhà ha. Nó sẽ ít nấp nhanh. Sau khi mà các chú đã phân loại bên kia thì bây giờ tiếp tục với các cô sẽ lựa ra, lựa táo từng cái đều là người lựa nha cả nhà, nhân công lựa ha, không có máy móc này. Người ta sẽ lựa ra những cái trái táo mà nó bị xẹp này, bị hư, bị nứt này cả nhà, hoặc là những trái táo nè nhanh nheo vỏ như này, nó rụng sớm á, chưa có cái độ dày và thịt á, chất dinh dưỡng và cái độ đường, lượng đường nó là chưa có đạt cả nhà. Họ sẽ lựa riêng ra này để họ bán giá rẻ. Họ sẽ bán cho những ông chủ người ta chăn nuôi này, hoặc là những cái xưởng gia công á, họ sẽ mua cái loại táo giá rẻ này về họ gia công. Họ vào gia công, xưởng gia công họ ngâm rửa qua rồi cả nhà thì nó sẽ căng lên, táo khô gặp nước mà nó sẽ căng tròn. Nó nặng á, nhưng mà táo này á gia công qua rửa qua rồi họ bán giá rất là rẻ. Mọi người cứ mua 50-60 nghìn một ký á. Táo đỏ Tân Cương á là chính là cái loại táo vỏ này nè, táo mà họ lựa ra này nè, rồi họ đi gia công, họ rửa xong á họ bán cho mọi người. Còn thực tế là cái táo mà chính gốc là của Tân Cương á là cái loại này cả nhà, nó sẽ đắt chứ nó không rẻ đâu nha. Đó, táo tốt này họ là lựa ra họ đỡ sẵn như này để đi giao cho khách hàng á, là cái loại mà Tú gửi cho mọi người á, là loại táo này nó rất là tròn đầy. Táo này sẽ không có giá rẻ đâu cả nhà nhé. Này là táo bụi. Nhà Tú vừa rời vườn táo đỏ Hòa Điền á cả nhà. Thì bây giờ nhà Tú sẽ đi ăn cơm cả nhà ha. Đấy, mọi người nhìn nè. Ở phía trước mờ mờ là gió nó cuốn cát á cả nhà. Ở đây gần sa mạc cho nên là cũng có cái khổ cả nhà ơi. Là mỗi lần có bão cát như vậy á là nó mù mịt luôn. Xe mà mình đậu bên ngoài á, nó sẽ bám một cái lớp cát ở bên ngoài cái xe như vậy cả nhà. Đó, cái khổ, cái nỗi khổ của người ở đây là cứ ra đường là phải gặp cát cả nhà. Nhà Tú hôm nay sẽ đi ăn mì mọi người nhé. Những quán ăn ở đây thì thường họ sẽ để một cái bình trà. Trà này là trà táo đỏ, trà nóng cả nhà. Ở đây thì có một số cái cây họ đựng các cái loại nộm này, cải muối để ăn kèm cùng với mì. Nhà Tú hôm nay ăn mì thì gọi hai phần ha, một phần mì xào và một phần mì nước. Người Tân Cương thì họ rất là thích ăn những cái đồ ăn, những cái sản phẩm làm từ bột mì, và họ rất ít ăn cơm. Bột mì thì mình có thể làm mì tươi này, làm bánh màng thầu, làm bánh bao, làm bánh sủi cảo. Và theo họ thì họ ăn mì nó sẽ dễ tiêu hóa, họ không có thích ăn cơm cả nhà. Đó là một cái thói quen rồi, mỗi vùng nó có một cái thói quen ăn uống á. Ở khu vực Nam Tân Cương này á, thì phần lớn là người Duy Ngô Nhĩ, cho nên là nhà Tú cũng không tiện để mà mình ở lại ở đây lâu, tại vì mình phải khai báo ở bên công an á, cho nên là thủ tục nó khá là rắc rối. Nhà Tú là quyết định là mình xem xong vườn táo thì mình sẽ quay trở về. Tháo thì tháo hơn rồi mọi người. Cái sợi mì cả nhà, sợi mì tươi họ làm càng dài càng tốt á, rất là dài luôn. Ở đây họ ăn mì họ thích cái cảm giác kéo cái sợi mì thiệt là dài lên đó cả nhà. Đó, chồng Tú thì anh đang ăn cái mì xào cả nhà. Mì ở đây ấy cả nhà thì chủ yếu là mì tươi và họ bỏ rất ít thịt. Mì thịt bò nhưng mà có 1-2 miếng là nó không có nhiều đâu cả nhà. Họ bỏ chỉ bỏ tượng trưng thôi. Nhưng mà cái nước dùng của mì á, họ có cái công thức pha cái nước dùng của nó rất là ngon. Cái nước cam này cả nhà,
nó rất là thanh. À, chồng Tú đang đói bụng nên anh ăn. Anh ăn rất là ngon miệng luôn. Mì xào, mì trộn của ảnh thì họ có bỏ ớt á, nên màu nó đẹp. Còn mì nước này thì mình muốn ăn cay thì mình bỏ thơm vào ha. Mình có cái ớt sa tế này, mình có thể bỏ thơm vào ha. Đó, bảo bảo với Tú là ăn mì nước. À, cái đó là giấm đen á. Ai mà thích ăn chua thì mình sẽ cho thêm một ít giấm vào ha. Rồi bảo bảo con ăn đi. Cái nước của nó rất là ngọt thanh nha cả nhà. Nước dùng rất là ngọt. À, con ăn đi, đây có thịt bò này. À, con ăn đi, ăn đi. Không, mẹ không ăn ớt đâu. Đợi tí nữa bảo bảo con ăn nữa. Mẹ không bỏ ớt đâu. Bỏ ớt vô tí nữa là cay và bỏ không ăn được á. Ba ăn cay cho nên là bảo bảo không ăn được. Bảo bảo ăn chung với Tú ăn tô mì nước này nha. Trời ơi, đây sợi mì dài. Khẩu vị ở đây thì họ ăn cũng khá mặn cả nhà. Sau khi ăn xong thì gia đình Tú lên xe di chuyển đi về nhà. Và bảo bảo ăn no xong là bắt đầu con buồn ngủ và con ngủ. Nhà Tú thì có đem theo mền với gối để buổi tối bảo bảo có thể nằm ngủ cho nó ngon á. Bảo bảo thì đi xe thì cũng không có mệt, tại phần lớn thời gian ở trên xe là con ngủ rồi. Mọi người có thể thấy là đường về thì cũng rất là nhiều xe tải, xe chở hàng hóa. Đi cái đường này thì nó cũng khá nguy hiểm. Đến lúc này là bị sương mù này. Nói chung là đi qua rất là nhiều cung đường. Có cung đường thì bị rơi tuyết, bị bão cát, xong rồi lại bị sương mù nữa. Rất là vất vả luôn à nhà. Nhà của Tú ở Tân Cương, nhưng mà cái đoạn đường mình đến đây thì cũng rất là cực. Cho nên những người mà họ ở ngoài tỉnh á, họ muốn đến đây thì cũng không phải là một điều dễ dàng. Và sau khi về nhà thì nhà Tú lại bắt đầu là việc đầu tiên phải làm là đi rửa xe cả nhà. Tại vì cái xe mới cho nên là chồng Tú ảnh rất là thương luôn, ảnh đi rửa xe ngay lập tức luôn. Và video ngày hôm nay của Tú thì cũng xin tạm dừng ở đây ha cả nhà. Ông bà cô chú yêu quý muốn ủng hộ kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh của Tú ha. Còn cô chú nào muốn đặt mua những cái sản phẩm ở Tân Cương thì có thể nhắn tin qua Zalo của Tú nha. Và Tú thì không có bán trên các cái sàn thương mại điện tử, chỉ có nhắn tin đặt hàng thông qua Zalo chính chủ của Tú, số điện thoại là 0387650388. Tú xin cảm ơn cả nhà và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.